Đâu có ai thấy cảnh này đâu. Con ơi, con đang làm gì dạ? Ăn cơm hả con? Con tự con muốn ăn luôn á hả? Ủa rồi cái này ai nấu cho con hay con tự con nấu vậy? Trời đất ơi, con tự con nấu luôn hả? Hồ ơi, sao mà có một đứa con gái gì mà giỏi dữ vậy ta? Cái này là mẹ nấu cho con mà. Lộn. Ngồi đó đi, con tự muốn ăn đi, ngồi xuống cho mẹ đi. Mẹ quay clip cho ba coi nè. Ba đây nói là ba đi làm rồi, Bảo Ngọc của ba ở nhà không biết là có bị mẹ chửi không. Ở nhà mẹ có chửi con không? Có hả? Mẹ có chửi cục vàng mẹ đâu? Mẹ bệnh rồi nè. Ngồi xuống ăn đi. Con mà bắt đi về cái gì à? Hả? Bay bay à? Ủa, con vịt màu vàng phía sau kìa. Thấy không? Giống là cái gì của con. Cái con kia mất rồi, ba mới mua cho con mới phải không? Giỏi ghê ông cô chú. Chị hai con đâu rồi? Nhưng mà em kiếp chẳng trong con một con này mà. À, chị hai con đâu rồi? Dạ con đi học rồi chú trời. Học gì đi học chưa về nữa hả? Sao mà Dạ nó hai chập ba cái luôn. chị hai học ba cái luôn Còn sao? có học một cái. À là con chỉ học có một cái thôi, con học tới giờ này là con về nhà rồi. Ơi ừ, em kiết giờ là không có học chung với con nữa, là em kiết chuẩn bị là em kiết vô lớp 1 rồi, là con sẽ tự đi học một mình. Con có buồn không? Buồn. Ủa thằng kiết đang hiếp con mà. Nhưng mà con không nói ăn kiếp. Làm sao Nhưng mà em con nhớ em kiếp. con nhớ em kiết hả? Vậy bây giờ con thương kiết chưa? Không, con ưng ăn kiếp không con nhớ ăn kiếp. Ủa thằng kiết nó tặng cho con vịt màu vàng mà con không thương nó luôn hả? Nhưng mà nó lì quá mà. Ủa nó còn lì nữa hả con? Sao mà cái thằng đó nó lì hoài, nó để chị Ngọc nói hoài vậy ta? Trời ơi, cái miệng này, cái miệng này giống ai đây? Ba đang dùng bếp rồi. À giống ba đang xem clip kìa. Cái miệng giống ba đẹp hay xấu? Đẹp. Đẹp hả? Trên mạng ai cũng nói cái miệng của ba xấu hết trơn á. Cô chú nói cái miệng của ba con xấu kìa. Cô đốt gì cục đây? Vậy là con thấy ba con đẹp hay xấu? Ba của còn có cháu muối. Trời ơi ba, đừng có kéo áo con, đứng 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 đứng. Ba của con đẹp trai, ba con có sáu múi hả? Dễ sợ thiệt. Ý con rồi kìa, con rồi. Ừ, ăn đi con. Con tự con múc ăn đi. Bảo Ngọc giỏi lắm nha cô chú nha. Chiều là Bảo Ngọc về là Bảo Ngọc tự múc ăn á nha. Bảo Ngọc chưa được 4 tuổi. Bảo Ngọc tháng 9 này là Bảo Ngọc mới đúng là 4 tuổi nè. Kéo quần áo này mẹ coi. Kéo áo đi mẹ đi. Bảo Ngọc rất là giỏi và rất là ngoan luôn. Mẹ không có thấy hả? Bảo Ngọc của mẹ ngoan dễ sợ. Ngọc, bỏ xuống, bỏ xuống, bỏ xuống. Cái áo xong nay mặc gì đâu mà nó hở dữ vậy? Hử? Mẹ mẹ mới mua cho cái áo đầm màu vàng nữa kìa. Sao nhà riết càng ngày toàn thấy màu vàng không vậy trời? Sao con thích? Sao con rùi này dữ vậy ta? Ừ. Giỏi ghê không? Tự. Đúng rồi, đắp màn lại đi. Chuẩn bị được nghỉ hè rồi nha. Đã nha. Nghỉ hè con ơi, đi học nữa nha không? Mẹ đăng ký cho học luôn nha. Mẹ con bị con một chút nha. Ồ, Con con. một chút rồi. Rồi để chút nữa mẹ lấy dầu mẹ sức cho. Cục vàng của mẹ đó, ngoan lắm. Ăn sắp hết chưa? Ồ, con giỏi ghê. Mai mốt á, em phim á, rồi con, em phim nó lên á, rồi đừng con. Rồi con đút cơm cho em phim ăn giùm mẹ nha. Chịu không? À là chị hai, có chị hai ở nhà là chị hai sẽ đút con với em Phiên. Ăn bí à. À em Phiên ăn bí đỏ thôi phải không? Em Vi ăn bí cải ấm con luôn. Ừ để ngày mai mẹ 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 nấu bí đỏ cho hai chị em ăn nha. Mai là được nghỉ học đó nha. Cái gì con? Bí đỏ ăn ngon lắm hả? Bí đỏ ăn là mình sẽ được thông minh á, biết không? Trời ốc cô. Là mai mốt phải ăn rau nhiều vô nghe không? Ừ. Đừng có chùm lại, mẹ nói chuyện với coi. Nè mẹ hỏi nè, bây giờ không có ba ba ở nhà, con thương mẹ hay thương ba?
Thứ hai, không ba có. Ba trong dép mà. Không, ba ba không thấy đâu. Cái này ba là ba đang nói chuyện hai mẹ con thôi à, ba ba không có thấy. Ba ba ở trong viên cờ. Không, ba ba không có thấy. Ba ba trên ở trong viên cờ. Không, không có thấy. Vậy có thương mẹ không? Dạ không, con thương ba. Có ba ba về, lúc ba 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 đi làm trong rồi, ba ba thấy con. Ba ba xong rồi ba ba thấy con thương mẹ sao? À, là con sợ ba ba coi cái clip này á hả? Không, cái này là mẹ không có quay clip. Mẹ đâu có quay clip đâu. Cho nên là con nói thiệt đi, con thương mẹ hay thương ba? Không, cái này đâu phải cái clip đâu. Cái clip mà. Nè, rồi mẹ tắt nè, mẹ tắt điện thoại xuống nè. Nè, mẹ bỏ điện thoại. Nè, xuống đây. Ok, rồi. Con thương mẹ hay thương ba? Thương ai? Thương ba. Mẹ mày. Thương ba, con ba ba có chai muối mà. Ba ba có 6 muối mà. Rồi mai mốt ba ba không còn 6 muối nữa. Vậy có thương ba ba không? Có. Hả? Ba ba đàng hoàng mẹ nói chuyện cái coi. Ba ba ốm lại con thương ba ba nữa. Vậy là cô chú nào mà có 6 muối là con có thương không? Không. Vậy chỉ thương ba ba thôi phải không? Tại cô chú tao có tập tạ. À nhưng mà nếu mà cô chú nào tập tạ mà cô chú có 6 muối vậy con có thương không? Cô chú ốm à. Ừ, cô chú ốm rồi con mới thương phải không? Mập là không. Con không thương hả? Không, có 6 muối là con thương. À, nói lại cho mẹ nghe coi à. Có 6 muối là con thương. À, ai mà có má hồng nè, đúng không? Có má hồng mặc áo màu vàng với lại 6 muối là con thương hả? Dạ. Phải không? Con nói lại cho cô chú nghe cái coi lẹ đi, để cô chú chuẩn bị 6 muối nữa, còn đang ăn sinh nhật của Ngọc nữa. Lẹ đi. Nhưng mà tôi tới sinh nhật của Bảo Ngọc mà. Sắp rồi. Thì nè, bởi vì bây giờ con nói đi cho cô chú chuẩn bị. Nha. Happy birthday to you. Ngồi xuống đây hát rồi. Happy birthday to you. Kéo áo xuống mẹ coi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Trời ơi, hát hay dễ sợ luôn á. Cưng quá à. Hát xin chúc mình sinh nhật ai ạ? Hát sinh nhật của Bảo Ngọc. Của mẹ. Chưa sinh nhật mẹ mà. Không con hát sinh nhật của ba ba. Giỏi quá. Nè, bây giờ không có ba ở đây, thương mẹ đi. Thôi thương, ba ba chỉ còn ở trong bếp. Không có coi, ba có coi đâu. Thương mẹ nha. Thôi. Thương mẹ đi. Không. Ba không có coi đâu. Mẹ bỏ điện thoại xuống nha. Mẹ bỏ điện thoại xuống nha. Thầy nói thương mẹ nha. Thôi, mẹ với ba con thương ai? Hả? Mẹ với ba con thương ai? Thì cô Tú kìa. Đâu có đâu. Vậy thôi, chào tạm biệt cả nhà đi. Bye bye cô bye chú bye. Hẹn cô chú vào clip sau con nói đi bye. Hẹn cô chú vào clip sau nha. Hẹn cô chú vào clip sau. Bye bye. Hả Tim? Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.